边度啊？想问你，佢哋瞓晒觉，唔好吓亲你。Tin của The South China Morning Post phát hành tại Hồng Kông trong số ra ngày mùng 5 tháng 10, 2014, tức là ngày Chủ nhật. Cho biết là hành chính trưởng quan Hồng Kông là ông Lương Chấn Anh đã chính thức lên truyền hình, nói rằng sẽ phải giải tỏa khu vực biểu tình chậm lắm là vào ngày mai thứ hai.